Nổ. Tại trước mặt tiếp này. Rồi. Bảo ô văn kê. Bảo này tôi sẽ chết ngay ở đây nha anh em ơi. Chết ngay đi. Đây chính là con quái vật ốc sên. Thành phố này là của bố mày. Của bố mày. Của... Nào, dưới này nó có một cái màn hình. Anh sẽ phải làm content anh up lên đây. Và để có được nhiều view thì đây, chúng ta có bảng kế hoạch đây. Chúng ta ấy sẽ phải đến một cái thế giới cũ. Chúng ta phải quay một cái gì đấy nó thật là đáng sợ. Hiểu không? Và chúng ta sẽ phải upload và kiếm tiền. Sai rồi. Viral. Em nói dối. Thế mẹ cho nhanh. À đây. Còn 3 ngày và chúng ta phải đạt được KPI là 3.000 view. Chào mọi người nha, mình là giờ 404 và hôm nay chúng tôi sẽ quay một cái gì đấy kinh dị. Cái tiếng gì đấy? Chỗ này rộng và đài. Ê, thấy rồi. Ú, quay. Đâu. À, thấy rồi mà. Con đấy. Đây là cái con hét mà nãy đấy. Đến giờ vẫn chưa thấy được cái gì cả. Ô bẫy. Em phải nói thật là em hết em oxy rồi, đéo còn tí đâu cả. Đây, mọi người thấy nó chưa? Đây chính là con quái vật ốc sên. Nó bám luôn mọi người rồi, đéo biết. Hết pin rồi, hết pin rồi. Nổ. Chạy đi. Gặp quái vật bà Tân hài vãi cứt nhưng mà đéo quay được. Cắt đi. Chả nói được không? Cắt rồi quay của Lê Duy Lê ơi. Đấy, xương sườn đây. Đây chính là xương sườn. Đây, mọi người thấy nó chưa? Đây chính là con quái vật ốc sên. Hết. Hết này mà, bác bảo đéo được 1.000 view mà. Sơ người. Ok, và tôi sẽ quay lại mọi người nhá. Một cách thật cẩn thận. Quái vật ốc sơn. Em đi đồ laser. Anh cũng thế vậy. Quái vật. Con gì đây? Quái vật lại gần như nào. Tại trước mặt tiếp này. Rồi. Bảo ô văn kê. Bảo này tôi sẽ chết ngay ở đây nha anh em ơi. Chết ngay đi. Tôi sẽ chết ngay. Có cái bẫy kìa, bẫy trên trần nhà kìa. Đây là một cái bẫy chết người nha mọi người nhá. Ơ, còn con này ơi. Bạn ơi. Đi về. Không phải đi trong mấy ngõ ở đâu, phải tìm cửa ấy anh ơi. Đây là tượng. Cái đéo ở đây, ông nào bay đây. Thả xuống. Cầm lót rồi, về rồi. Tìm đường, đi. Đây rồi. Làm ơn đừng hết oxy. Later. Để bác chờ cho vứt cái camera cũ ra đây. Duy Lê đâu? Bố mới bắt được 4k. Thôi bố mới té. Đừng chờ nữa, chết hết rồi chó. Ai nhắn tin Facebook rồi đi. Đây là con rùa nước. Giống con rùa đéo. Giống con rùa kiểu. Này rùa này.
Quay cho em, quay cho em, quay cho em. Bố mày né ngay, cút. Được em ơi. Nó chập điện rồi, đi ơi, đi ơi, đi ơi. Hả? Đoạn này em né mình như bồ húc anh ạ. Như bồ tốt. Anh chịu rồi. Like, đăng ký cho. Vì xuân đã đi qua, sang em chưa tới. Vì tôi bị yếm kết chân không được. Ngủ vào bụi nhá. Thèm bút quá. Thành phố này là của bố mày. Của bố mày.